mình lên trên lầu trước đi chút xíu, mình hả là hạ xuống xuống dưới hầm này. Xưa có máy chiếu nhỏ thôi, to nguyên rạp luôn á. Đi mình lên lầu thử rồi. Bây giờ mình di chuyển lên lầu rồi nha các bạn. Rất là rộng rồi, rộng to. Xưa mà người ta thiết kế được gì này. Trời ơi trời ơi, đúng là ở phía sau này, thấy không? Trời ơi, ghê thiệt. Bây giờ mình di chuyển bằng thang máy chắc mới gắn sau này quá. Hay là mình đi thang bộ đi hả? Ừ. Đó, bây giờ mình đi thang bộ đi mọi người. Hồi xưa là chưa có thang máy nha, thang máy mới gắn sau á. Đây thang bộ xưa nè. Đó, lan can bằng gỗ rồi nha. Đó, thấy chưa? Ở dưới thang là đá hoa cương nha. Đá hoa cương nha mọi người. Đó, chứ không phải là đá mài đâu. Nè, lan can bằng gỗ. Gỗ. Cái rào bằng sắt. Bây giờ là lên tầng 2 nè. Lên tầng 2. Đây là cái gì vậy? Phòng này phòng gì đấy? Phòng này. Phòng hội đồng. Ui, cái phòng hội đồng. Phòng hội đồng nha. Cũng có một cái bàn. Cũng có một cái thảm đỏ. Đây là phòng hội đồng an ninh quốc gia. Phòng hội đồng an ninh quốc gia. Nơi tổng thống họp bàn các tướng lĩnh và cố vấn quân sự Hoa Kỳ. Đó, đây là phòng hội đồng nè mọi người. Vùng chiến thuật. Ui, điện thoại bàn xưa kìa. Thấy không? Đó. Gỗ ha. Hàn Quốc hả? Chỗ phòng làm việc của tổng thống. Phòng làm việc của tổng thống. Wow. Kìa. Bức có một cái bức tranh vẽ tay cho mọi người. Đó. Biết là bức tranh là đó giờ. Chắc là đó giờ luôn á. Đó nè. Thấy không? Ở trên có một cái trần gỗ nha mọi người. Đó, đây là cái bàn làm việc của tổng thống nè. Cái bàn này chắc hồi xưa tới giờ luôn các bạn. À, bằng gỗ nha. Gỗ. Ừ. Gì? Không được gờ. Ok. Thì có cái điện thoại bàn. Ừ. Ok. Nè phía trong nè mọi người. Để mình gờ mấy cái cục này nó bằng cái gì ha. Ồ. Bằng bê tông luôn nha mọi người. À. Mấy cục này ở ngoài mình nhìn vô nó bằng bê tông nha mọi người. Thấy không? Đó, mấy cục này bằng bê tông nha mọi người. Nó khung lại khung sắt. Trời ơi, sắt hồi xưa sao mà nó cứng dữ nè. Sắt hồi xưa là cứng nha mọi người. Sắt tạc không à. Chứ không phải sắt bây giờ nha. Sắt của tổng thống kìa. Hả? Ôi, quá ghê mà. Ồ, đây là cái mâm ở trong của cái mặt tiền nè. Ui, đây là phòng diện không? Ồ, phòng khách của tổng thống nè. Cái nỉ hồi xưa tới giờ luôn kìa. Trời ơi, cái thấm hồi xưa kìa. Đây là phòng khách của tổng thống nè. Trời ơi, cái nỉ hồi xưa còn tới giờ luôn kìa bạn. Đó, thấy không? Đó, có một cái nanh voi giống như là nanh voi ma mút vậy các bạn. Xưa nó đã to vậy. Ừ. Xưa nó đã to vậy này phòng khách. Đây là phòng gì đúng không? À chắc cái phòng khách nó kéo dài tới đây luôn ha. Ờ. Họa tiết hồi xưa nó đỏ đỏ vậy bạn. Dưới đây là gỗ nha. Gỗ lót bằng gỗ luôn các bạn. Gỗ. Sàn gỗ hồi xưa luôn. Này hồi xưa hay là hồi nay không biết. Nay chắc nay á. Bán kiến này chắc nay quá hả? Ờ.
ốp, ốp bằng đá hoa cương hết luôn nha mọi người. Ồ, nè cái sảnh nè. Trong đây có một cái nỉ tròn bự ghê nè bạn. Họa tiết rồng nè. Ghê không? Mình di chuyển cái ra cái ban công các bạn. Đây. Mình di chuyển ra cái ban công đi đây nè, khoan, ra ban công thử coi. Đó. Cái ban công ở ngoài mình nhìn vô nó như vậy nè các bạn. Đó. Ở trên nhìn xuống nè. À. Đây chưa, ở dưới có chú bộ đội kìa. Ôi đẹp quá. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Nè, mấy cái này là bằng bê tông nha mọi người, chứ không phải là bằng này. Mà thật cao đâu. Bê tông mà cái thứ mà cái loại đá này á. Đó. Rất cứng. Này xưa chắc mấy cái vết mà đạn bắn hồi xưa nè, lạc đạn rồi bây giờ mấy ông sợ thật cao á, mấy ông mài mấy ông chét lại các bạn. Đó. Chắc là bự các bạn.